My house is tiny, but has a beautiful front. My house is tiny, but has a beautiful front. Bây giờ chúng ta sẽ học từng từ nha. Câu này có nghĩa là nhà của tôi thì nhỏ nhưng mà có một cái hàng rào rất là đẹp. Ok? My có nghĩa là của tôi. House nhà. Is là. But đọc là but nhưng mà. Ok? Has là sơ ít của have, huh? Tại vì ngôi nhà là một, là sơ ít chỉ là một ngôi nhà thôi, nhà của tôi, cho nên là ta dùng has. A là một chữ A, nó cũng có nghĩa là một từ, có nghĩa là một. Beautiful, xinh đẹp. Fence, hàng rào.